anh nói anh mua quá trời nhiều rồi. Rồi cái tôi nói bây giờ mua qua cúng dường cho Phật, dâng lên hiến lên cho Phật. Anh nói anh dâng bây giờ cũng mười mấy cái rồi, cái gì anh cũng làm hết. Anh nói bây giờ có cái gì công quả chùa để anh đi làm, đi lượm rác cũng được. Tôi nói lượm rác tụi tôi đi lượm hết rồi. Bây giờ chỉ còn một cái là trong số quý vị ngồi ở đây, yên chí cứ việc ăn, cứ việc xả rác, cứ việc xả rác, nghe lời dự thảo đến. Để chi? Để trong chốc lát nữa anh em chúng tôi mới có cái chỗ, có cái việc làm để mà công quả với chùa. Nếu quý vị không liễn rác làm sao tụi tôi đi lượm rác được. Liễn đi, để Việt Thảo, Ngọc Quyền, Đặng Thế Linh một hồi đi lượm rác chặt cho các công quả. Thì nói đã đòi hỏi anh nói thôi bây giờ tôi mới chỉ anh nói vô ngay cho bàn thư ký cho chùa. Anh đồng ý với tiền vào. Tôi nói để nói tên lên, anh không chịu. Cho nên có những người dâng hiến cho chùa, dâng hiến cho Phật,